VIP Supercard hoàn 15% mua sắm, du lịch, ẩm thực. Là mẹ thật bí diệu. Một series talk show đồng hành cùng mẹ siêu nhân. 20:30 thứ năm hàng tuần trên YouTube Giao Quanh Show. Từ ngày 21 tháng 3 2024. Anh trai vượt ngàn trong gai. Phát sóng vào tháng 6 2024. Thứ bảy hàng tuần 20:00 trên kênh VTV3. 20:30 trên YouTube Giao Quanh Show. Con chuột gì mà không có mắt? Con chuột chưa biết bay. Không, con rơi. Con chuột. Con chuột để dùng mày đấy. Đúng. Thì đố biết nha, làm cách nào để cất con gà vào trong cái tủ? Mình cầm con gà cất vào trong thôi. Làm thế nào để cho được con vịt vào trong cái tủ? Thì nhốt nó vào trong lò vu. Thì mình làm một cái bẫy rồi nhốt nó. Rồi mình thả rồi khi mình mang. Chẳng hiểu gì cả. câu trả lời của bố là nếu như mà bây giờ muốn bỏ con vịt làm nhà để nhốt con vịt vào trong cái tủ thì phải bỏ con gà ra thì mới nhốt được con vịt vào trong cái tủ chứ. Con gấu nó ngủ vào mùa nào? Mùa hè. Mùa đông. Mùa đông. Đúng. Mùa đông. Con rồi chứ. Thì bằng nhau. Tiếp này, hôm nay là ngày sinh nhật của hổ. Hổ mời tất cả các con vật ở trong rừng đến để ăn sinh nhật, nhưng mà thiếu mỗi một con. Hỏi con đấy là con gì? Con vịt. Tại sao? Bởi vì con vịt đã bị nhốt ở trong tủ. Thiếu một con nữa. Con gà. Tại sao? Bởi vì con gà cũng bị nhốt ở trong một cái tủ. Vẫn thiếu con nữa. Con gấu. Đúng, tại vì sao? Vì nó đang ngủ đông. Bố này. Gì đấy? Ai đấy con? Cô. Ủa, ai? Cô tặng con gấu cho. Tặng con gấu cho ai? Yeah. Cho em mượn cái em thích quá. Gấu siêu nhân xin chào nhà Emily. Gì đấy? Đang xuống. Sớm lắm. Để buồn ngủ lắm. Hi hay thức dậy nửa đêm rồi chơi tới sáng luôn thì nó sẽ hay xuất hiện vào lúc mà bé Wonder Week. Còn bây giờ thì bé đã ngủ xuyên đêm từ rất lâu rồi. Chính là hôm nay là lần đầu tiên bé lặp lại cái tình trạng này. Khi mà thấy bé dậy cũng khá là sớm và mình ngủ thêm thì mình sợ là bé sẽ bị tủi thân. Chưa kịp make up gì hết. Yeah.
Ba đâu? Đúng rồi. Mẹ đâu? Phải không? Đúng rồi. Hi ơi. Hi. Đi đó đâu chân đấy? Đau đầu lắm đi ạ. Ngồi đi. Ngồi chơi đi. Ông Trăng đâu? Ờ, ông Trăng thật. Ông Trăng. Ông Trăng kìa. Không ăn à? Lắc tay luôn mới ghê chứ. Good morning. Cái gì? Trời. Ông Trăng. Ông Trăng. Ngoài kia đang bình minh đẹp lắm á. Thật á? Ừ. Đi chơi đi. Đi. Where you been? Running from things that you know. Ê, không phải như thế, cái này bàn chải đánh răng đâu. Đấy, bàn chải đánh răng người lớn, bao giờ con lớn rồi mới được dùng. Gấu siêu nhân xin chào bà đề cao. Tôi cũng chào bạn. Gấu siêu nhân thông báo thử thách 48 giờ. Mẹ Lâm Minh và Vĩnh Hy sẽ có 48 giờ trải qua cùng nhau mà không có sự hỗ trợ từ người thân. Ngay bây giờ, bà đề cao sẽ có 30 phút để chuẩn bị hành lý và rời khỏi nhà nha. Trời ơi! Không nói nên lời. Ngay bây giờ, bà Bun sẽ có 30 phút để chuẩn bị hành lý và tạm rời khỏi nhà. Thời gian bắt đầu. Bây giờ chọn hành lý. Chọn hành lý. Đi đâu? Đi đâu mình không biết. Bà tính đâu tính giờ rồi đấy. 30 phút nha bà ơi. Mẹ phụ bà lấy đồ với. Ồ, mẹ ơi. Mẹ ăn trong khi. Má ngoại chuẩn bị đi kìa. Mẹ ngoại chuẩn bị đi rồi. Rồi, để ngoại đi. Ở nhà mẹ con tự bơi nha. Ở nhà con ngoan nha. Dạ. Thấy không? Con nhớ phải tập đàn nha. Dạ. Ok, hứa ngoại ha. Ok. Bye bye ngoại. Hai ngày. Hai ngày. Dạ. Nếu mà nói về bà ngoại thì rất là khó để diễn tả. Đây là một nhân vật quá đặc biệt và quá quan trọng trong cuộc sống của cả Trang và Alex. Nếu không có bà ngoại là chắc hai mẹ con cũng hơi khổ sở lắm. Rồi, bạn tới rồi. Hello anh Quốc Anh và chị Ngọc. Hello hai con. Hai con ăn sáng gì chưa? Rồi hả? Dẫn anh chị vô cất túi đi. Tôi lên bàn mình đi. Cái chó. Ok, mommy gonna go. Yeah. Bye. Bye. Ok, bye. Mẹ đi nha, tụi mình được chơi đúng tiền rồi. Bỏ ra mình liền. Ồ vậy hả? Ồ.
Rồi, cánh gà. Để lặt rau phụ mẹ nha. Biết lặt rau muống chưa? Dạ chưa. Bây giờ cô chỉ trước nè các bạn nhìn nha. Thấy cái lá này màu vàng không? Mình bỏ nó đi. Thấy cái này nó dai không? Nó dai không? Mình cắt tới cái nào mà nó hết dai thì thôi mình để lại ha. Rồi bạn nào muốn ăn khô gà vừa lặt rau vừa ăn nha. Rồi sao, món nào ngon nhất? Vị trí là món gà. Vị trí là món gà. Hai mươi phút đi ba ơi. Rồi rồi, nghe rồi. Rối nổi cả lên. Bởi vì từ cái ngày mà ở với nhau chắc chưa bao giờ mà có cái cảnh mà phải cấp tập như thế đâu. Và cũng không bất ngờ như thế bao giờ cả. Mọi sự đều trong cái sự sắp xếp và tính toán và plan up rất là kỹ. Cho nên cả của nhanh lẫn cả muôn đều cuống cuồng cái cả lên. Bố sẽ rời khỏi nhà trong vòng 2 ngày. Thế Bảo Nguyên với My với mẹ có ở nhà một mình được không? Thì tối ai nấu cơm? Mẹ à? Lại phải nấu à? Không được. Con với mẹ nấu chưa? Ok luôn. Chúc anh đăng lên mạng mà. Bố đi đây. Nào. Bye bye. Bắt tay trước khi đi. Tay trả phải. Bố đi được rồi. Nhớ bố không? Bố đi đây ba đây. Bố đi đây ba con. Lý cũng không biết là 48 giờ sắp tới thì My sẽ như thế nào đây. Kiểu gì chắc chắn là trong một ngày thì cũng sẽ có những lúc mà My vui hoặc là My buồn hoặc My cáu hoặc là gì đấy chẳng hạn. Rất là nhiều tâm trạng cảm xúc trong một ngày mà không có bố thì không biết là mẹ có chịu nổi không. Rồi sao, thế là bố đi rồi. Bye bye. Con bye bye đi. Bye. Bye. Ôi mẹ này, mẹ biết rồi. Chết rồi, chết rồi, từ từ. Đợi mẹ nha. Nói chuyện với ba một lúc đi con. Rồi, come here, come here. Come here. Không đến nước mắt luôn. Không đến nước mắt luôn ơi. Mẹ đây, mẹ đây, mẹ đây. Ô, mẹ đây mà. Ô, mẹ yêu. Dạ. À, thế rồi em bợp rồi, em bợp rồi, cả làng ơi, em bợp rồi. Em bợp rồi. Cần phải thay tã gấp. Con ơi con, cái nồi của mẹ phải để nhỏ xuống. Mẹ cần phải đun một cái nồi để trụng miến nha. Tự Lâm giúp mẹ nè. Mình lấy nước lọc nè, mình vô mình đun sôi cho mẹ một cái nồi nước để tí nữa mẹ trụng miến nha con. Em bợp. Hèn chi em khó chịu đây à. Ok. Đúng cái ngày mà em rồi lại bị ốm. Cho nên là đã bao giờ cảm thấy ồ, tại sao không phải là ngày nào mà lại là cái ngày này vậy. Và bản thân mình thì mình không có sợ cực, không sợ vất vả gì hết. Nhưng mình cũng cảm thấy hơi chơi với một tí xíu khi mà tất cả đều trong tay mình 48 giờ đồng hồ. Mẹ tin tưởng mày ấy chưa? Rồi ok hai chị em ơi, bây giờ tới bàn ngồi nha con.
Dạ, xíu nữa đọc tiếp nha chị hai. Con thấy không, mình làm bếp xong là mình phải gọn gàng luôn nha. Duy ship hi với chị ba. Đây chị ba chơi chơi này nè. Đi Duy. Ồ, như Tuệ An ơi, Tuệ An, Tuệ Lâm có ăn quẩy không nhở? Dạ. Cháu bị chiều lên chứ. Quân mắm mắm, em có muốn ăn không? Một lát nữa mấy mẹ con mình sẽ đi chơi, được không? Con muốn đi đâu? Kiêu giá. Nhưng mà em phải nghĩ chỗ nào chị chơi cùng được chứ. Ờ, có chỗ nào mà chị hai chơi cùng được ấy. Ủa chả, chỗ đó chả hai chơi được đó. Mình có muốn thử một chỗ mới không? Chỗ mà chưa bao giờ mình tới cả. Khi mình hỏi các con thì các con có đưa ra một vài chỗ quen thuộc, lại là những chỗ rất quen thuộc, giống như Tuệ An thích mặc cái gì thì Tuệ An sẽ mặc cái này hoài. Tức là con rất là an toàn, con rất là theo thói quen. Và chính vì thế là điều mà Quỳnh không muốn. Quỳnh muốn con được trải nghiệm những cái điều hết sức là lạ lẫm, mới mẻ, để mà con có thể vượt qua được cái nỗi sợ hãi ở bên trong con. Cái chỗ mà có nhiều cái để tổ hợp cùng để chơi cùng mà mình chưa bao giờ tới, mình muốn thử không? Ở đâu mà? Kinko Play. Nó ở đâu vậy? Mẹ sẽ dẫn các con đi, ok không? Kinko Play nó ở đâu? Cứ đến thử đi. Đi thử đi xem sao, mình biết đâu mình có một chỗ mới để mình đi thì sao? Mọi khi mẹ chiều các con, bây giờ hôm nay các con chiều mẹ được không? Mình chưa bao giờ đến đó, giờ mình đến đó thử đi. Sẽ mình hay không? Mình sẽ đến đó thử, nếu mà con không thích thì mình đi chỗ khác, ok? Nhá. Ở đây có zip line, có xếp gỗ chơi cát luôn. Rồi mình đi chơi nhiều nơi rồi đúng không? Thường thường thì mình hay đến những cái chỗ quen thuộc đúng không? Nhưng mà hôm nay á, mình cùng thử nhìn xung quanh, mình khám phá xem là ở Tinkle Play có cái gì mà sao nhiều bạn đến chơi như thế. Ok không? Được không? Được không? Ok. Yeah. Đập tay với mẹ nào. Yeah. Yeah. Ba mẹ con mình yeah nào. Yeah. Rồi. Mẹ con, mẹ nghĩ bây giờ có thể mẹ phải cho em ăn đi. Cho em ăn thì mình mới đi được. Con dọn nha mẹ. Ok con cầm cẩn thận. Con bê cẩn thận. Chị hai với cả Tuệ An lo giúp mẹ rửa bát được không? Dạ được. Em chào xào ông nha. Chị Lâm ơi, có thể giúp mẹ dọn cả bàn và con nhá. Tôi chưa làm xà bông hả? Rồi, giờ em xả nè. Chà hai, bỏ lên kia. Gấu mi xa nhé. Còn hồng thịt bái đó. Tạm biệt thờ Giáng sinh xinh. Mẹ tạm biệt, tạm biệt gấu. Gấu siêu nhân xinh xinh. Mẹ. Mai lấy vào lớp 1 rồi. Mẹ ơi. Nhờ chưa? Dạ. Dạ nha, bây giờ con chạy tới một vòng đó là con tự cua lại luôn nha, không dừng nha. Đi một vòng nha, đi một vòng nha. Kéo làm được đâu. Ok, được. Không. Cố gắng lên. Mẹ mình phải chạy. Mình làm được. Mẹ chạy theo con. Ok.
mà tới đó là quay vòng lại nha. Ok, let's go. Mẹ đừng có đứng yên một chỗ mẹ nha. Không có đứng yên, mẹ đi, mẹ chạy với con nhưng mà con phải tự tập trung nha. Dạ. Không có té nha. Tới đâu con chạy nhanh. Rồi đi tầm chậm thôi. Rồi tới đó con đi vòng tới đây nè, rồi đi vòng lại. Khi Alex rất là nhỏ, khoảng hơn 1 tuổi, gần 2 tuổi gì đó, thì Thảo Trang đã cho Alex thử đi với cái loại xe mà chọi chân á, để bé làm quen với xe đạp. Và có một cái khoảng thời gian lớn hơn một chút, Trang khá bận, thì có bà ngoại là rất là năng nổ trong việc là đưa Alex ra công viên và tập cho Alex chạy xe đạp. Về có nghe bà ngoại kể lại là Alex đã chạy xe đạp được rồi, thì mẹ cũng rất là mừng. Và cũng hơi tiếc một chút xíu là vì mình cũng khá bận để không có chứng kiến được cái khoảnh khắc đẹp đó của con. Ok, rồi con tự chạy mình được không? Cố gắng thử đi, con thử sao biết. Con tự bảo vệ con nha. Chứ nữa con kêu mẹ chạy hay cẩn thận á, đừng có té ở đâu á nha. Mẹ ơi mẹ, khoan cái đã, mẹ đi qua đây, mẹ đi qua đây. Giỏi. Cách mà Trang không có vịn Alex nữa và để cho bé chạy về phía mình, chứng kiến cái khoảnh khắc này rất là tự hào về con, là tại vì con không có có cái tính dựa dẫm và tự cố gắng, tự bản thân mình vượt qua cái nỗi sợ của mình, vượt qua thử thách. Bước đầu, bước hai, mẹ có một thử thách cho con. Dạ, là gì? Nha, xíu thôi, một xíu thôi. Rồi, phải tăng độ khó lên chứ. Mà con cứ tưởng tăng độ khó mà dễ. Mình phải đi đường khác. Không, cái đó hồi nãy là con chạy được rồi. Do you know how to ride this? Do you know how to do it? All right. Bye-no! Surprise! That was actually a decently timed shot. What's up? Chú Kevin là một người bạn đặc biệt xuất hiện trong thời gian vừa qua, là bạn trai của Thảo Trang, và cũng dành rất là nhiều thời gian để chơi cùng Alex, dạy học cho Alex. Khả năng ngoại ngữ của Alex phát triển hơn nhiều cũng nhờ chú. Wow, cái gì vậy? Cô này có phải là mới ông ta hay là lâu rồi ta? Em thử đi, sáng giờ em theo mẹ lắm bà ơi. Đây 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 bà bé đây. Theo bà rồi đây này. Một lát nữa bọn con đi ra ngoài chắc là phải sợ rồi. Như này chắc là em phải ở nhà để ngủ quá. Ngủ với bà nhá. Em sốt cao rồi, em không ăn uống gì cả. Mình vẫn lại giữ cái kế hoạch đã dự định và phải nhờ đến sự cầu cứu của bà ngoại để có thể sang để giúp mình trông em ở nhà. Còn ba mẹ con thì đi ra ngoài theo đúng lịch trình. Toàn là khu vui chơi ngoài trời thôi. Chào em. Ở đây còn những trò chơi gì tụi chị lần đầu tiên đến? Sẽ có khu chơi bowling, chơi gỗ. Chơi bowling kìa con. Dạ, chơi gỗ. Mình chơi bắn cung. Dạ, leo núi. Đi lại khu trên cao nữa. Mẹ đi một bắn đi. Bắn cung hả? Dạ, mẹ bắn cung đi. Ok, mẹ làm mẫu luôn. Con cầm mẹ thử. Tay chị cầm ở đây à? Dạ. À, miễn sao mà vô được trúng cái tâm thôi đúng không em? Phóng đổ tim em này vô. Đừng có mỉa, con không. Nhưng mà cứ thả tay ra là nó bắn lại em. Đúng rồi. À. Ôi
rồi. Cũng được rồi chứ bộ. Tiến Lâm, Tiến Lâm, con nhìn chị hai thử nè. Ô, mẹ thấy vui. Cố gắng vào giữa. Làm sao không biết làm. Căng ra xong rồi bắn, nhắm đúng vào cái giữa nào. Tay vô. Rồi. Chuẩn bị nha. Yo, 1 2 3. Chịu. 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 Cho em lại được không ạ? À? Em có thể làm lại trên tiền mà chúng được không ạ? À? Con con mà hai đứa mình mà gộp lại mà không bằng một mình chị cái kìa, con cười cái gì nữa? Mẹ muốn yo. Cười. Yo. Mẹ muốn cười. Ai bạn? Có thả tay ra chứ. Có thả tay ra chứ. Không phải thả tay ra nó mới phóng chứ. Nào. 1 2 3. Ê con. Ê con. Ê con. Bây giờ cho các con chọn là một là trò gỗ này hay là trò leo núi, các con chọn đi. Một trong hai trò. Con chọn trò này. Nhưng mà có mấy cái con không biết chơi. Thì mình sẽ thử thách chính mình. Nhá. Mẹ đi cùng các con được chưa? Mẹ sợ lắm mà mẹ cũng muốn đi cùng nhá. Ok, let's go. Nơi trời đó con không chơi được. Sao mà không chơi được? Mình sẽ thử xem nhá. Ok, mình đi nào. Let's go. An đi trước thì Tuyệt Lâm đi. Chọn ưu tiên cho đi trước 10 giây đó. Thật sự là mình cũng sợ đấy, chứ mà là không đâu. Nhưng mà bây giờ mà không làm được thì quê quá, phải quê với con. Ôi trời ơi. Bây giờ mà không làm được thì quê với con lắm. Ok. Ngày xưa là của anh sẽ không bao giờ chơi những môn này cả. Bởi vì mình biết là tại sao có nhiều môn khác để chơi mà lại phải chơi cái môn này. Trải nghiệm cùng với các con. Và cũng là để bước qua những nỗi sợ của chính mình. Bởi vì thực sự có những cái của anh cũng sợ. Rồi, bây giờ con thử nhá. Nó sẽ lúc lắc đấy con. Mình phải giữ chắc mới được. Chị Hai đi trước đi con. Mình đi, mình vừa đưa mình vừa lựa nhá con nhá. Thì mình phải cân bằng á mới được. Yeah. Chị Hai sắp qua rồi, chị Hai giỏi quá. Rồi, chị Hai qua rồi, đến An nha. Các con mình thì mỗi đứa mỗi tính. Như mọi người thấy thì Tuệ Lâm vượt qua thử thách khá là dễ dàng. Bởi vì trong con có lẽ là con rất là tin tưởng mọi thứ. Con rất là cởi mở với mọi thứ. Con rất là dám thử. Anh ơi, chú đi trước đi, chú đi trước đi chú. Đi nào, mẹ với con cùng anh đi nào. Anh ơi, cố lên anh ơi. Giữ tay vô cái phải dây hai, á. Con phải giữ vào đấy chứ, nếu không thì nó sẽ... Cố gắng lên. Nắm tay chú này. Nắm tay mẹ. Rồi, một phía trước là chú, phía sau là mẹ thì mình mới đi được nào. Nhưng mà mẹ không con. Nhưng mà mình như thế mình không giữ thăng bằng được đâu con ạ. Mình phải đi từng người một rồi con đi qua đi. Mẹ đi cùng con. An ơi, cố lên. Đi, cố lên đi con, vượt qua nỗi sợ của mình đi. À, Tuệ An nhìn này, mẹ đi rất là dễ. Để Tuệ An bám theo mẹ, Tuệ An đi theo mẹ đi. Rồi, ok, giữ chắc nha. Giữ chắc thì mình bước này. Không sao, không sao. Mình bước này. Rồi tới khi mình bước tiếp tục nè. Con không bước được. Mẹ bước qua đây trước đã nhé, để cho An bước qua cái phía này cho nó gần hơn này con. Mẹ đi trước đi, đi với chú nè. Đi với chú nè. Đi với chú nè. Đi với chú nè.
bình tĩnh nha, con bình tĩnh nha Tuệ An. Tuệ An ơi, bây giờ mình chỉ còn một đường đi đi qua mới, chỗ này mới được thôi Tuệ An à. Con phải cố gắng bước qua nhá. Con bước theo mẹ nè. Nhìn này. Rồi bây giờ con đứng đằng sau nhìn mẹ nhá. Con đứng luôn ở phía sau. Ô Tuệ An ơi. Đây chị đứng... về với An. Chị về với con nhá. Chị sẽ quay lại với con nhá. Ok. Tuệ An ơi, mẹ muốn con bình tĩnh lại mới được cơ. Tuệ An ạ. Em bình tĩnh, anh nín khóc đi. Bây giờ thứ nhất là khóc không giải quyết được vấn đề gì cả, đúng không? Mà mình đã nhắm cái mục tiêu của mình là phải đi qua thì mình sẽ phải đi qua thôi. Bây giờ con đứng đây con xem mẹ đi nhá. Nhá. Nhìn mẹ này. Nhìn mẹ đã. Đứng đây xem mẹ đi, ok. Thứ nhất là mẹ cũng đang rất là sợ này, mẹ cảm thấy sợ lắm. Nhưng mà mẹ chỉ có một cách để mẹ đi qua để cho con nhìn thấy con đi cùng với mẹ thôi. Để con cũng trải nghiệm, con cũng yên tâm thôi. Mẹ đi này, Tuệ An ơi. Khi mà mẹ đi, mẹ sẽ nắm dây này và mẹ nắm qua bên dây đây để mình giữ thân bằng. Con hiểu không? Đi xuống, đi xuống. Nhưng mà giờ con... Đi tiếp không con? Muốn đi tiếp không? Mẹ... Nè, con đi ngược lại như thế này này. Con đi bằng đầu, cái mũi chân. Ai con sợ. Thì con bước, con giữ hai tay vào đây giống như mẹ này. Bước xuống, một chân xuống đây. Đi ngược lại mà, quay ngược lại mà. Như mình trèo thang vậy đó con. Nè. Đường đó đi con, đi bước mà phải xuống cuối đường con mới xuống được. Đây đi hết cuối đường con mới xuống được. Bây giờ đang không chịu xuống, bây giờ xuống còn chưa được cái này. Hay đi chú bé cho. Chú bé con xuống nha. Chú bé con xuống nha. Chú bé con xuống nha. Chú bé xuống này. Chú bé xuống. Rồi. Chú bé xuống nè. Sao hết. Rồi. An cẩn thận quá. Cẩn thận, thận trọng. Và không phải là thiếu tự tin. Chẳng qua bạn Nhi cảm thấy rất là hoang mang với cái địa hình mới mẻ như vậy. VIP Supercard hoàn 15% mua sắm, du lịch, ẩm thực. Anh trai vượt ngàn trong gai. Phát sóng vào tháng 6 2024, thứ bảy hàng tuần, 20 giờ trên kênh VTV3, 20 giờ 30 trên YouTube Giao Quanh Show. Làm mẹ thật bí diệu, một series talk show đồng hành cùng mẹ siêu nhân. 20h30 thứ năm hàng tuần trên YouTube Giao Quanh Show từ ngày 21 tháng 3 2024. Đây là những gì mà anh em cần phải làm. Em hãy đọc to, rõ ràng, không có mà mừ lên. Tưới cây trên lầu. Và hôm nay là nhà mình sẽ làm farm đúng không ạ? Không, hôm nay là chỉ có em với cả con làm farm thôi. Còn anh đi chơi, còn anh đi chơi. Hôm nay là dọn rác, lát cây ngoài vườn, thay nước, đạp nước, bẫy cá, tỉa cỏ lau, ok, tưới cây. Trong vòng 3 năm từ khi mà đến với nhau tới bây giờ là hai đứa cùng làm mọi điều. Hôm nay là ngày làm một mình thì hơi tâm trạng một xíu, chắc là quen làm hai mình mất rồi.
Trong lúc dọn cây, Minh có suy nghĩ một điều, đó là bình thường mình nấu cơm, chồng của mình làm vườn, mình lại nghĩ là anh đang chiêu. Lại trách anh là sao anh không phụ em. Đấy, thì hôm nay thì làm công nhận nha. Mệt đó, cũng là một công việc nhà đó, chứ không phải là chiêu không đâu. Gọi điện hỏi anh Thắng là tiếp theo là gì? Ba. Nhiệm vụ quá trời quá đất ha. Ba chỉ em coi bây giờ cái bể cá em lấy hết. Cái này. Và cá rồi. Mất nước ra rồi. Đỡ đục. Ông con ông ấy đổ hết cả sỏi cả đất vào thế là nó đục ngầu ấy. Lấy cái chậu cái gì đấy mày à, cái à, hiểu rồi, hiểu rồi, con hiểu rồi. Em hiểu rồi. Ok. Xong rồi mình đổ nước mới vào. Chúc em thành công. Em Hoa. Mà xem mẹ làm không? Mẹ thì thích làm không? Xem nào. Ướt áo rồi. Ướt áo rồi. Đập chân, đập chân. À, đập chân. Ăn cơm đi. Ăn cơm đi. Nhỏ ấy. Con kêu ba đi. Kêu ba đi. Ba vui. Ồ, ba ơi. Ba ơi. Rồi mẹ đi. Mẹ đi, năn nỉ luôn. Mẹ năn nỉ luôn á, chưa được nghe tiếng mẹ ơi bao giờ luôn. Minh hay nói đùa để kiểu tỏ ra tị nạnh thôi. Nhưng mà Minh cũng chấp nhận được cái việc là mỗi một đứa trẻ sẽ phải có những giai đoạn để phát triển khác nhau. Không bạn nào giống bạn nào cả. Bé rất là năng động, bé chạy nhảy nhiều hơn so với các bạn khác. Nhưng mà bù lại thì bé lại ít nói hơn. Bé không tập trung để tập nói. Nên là mình cũng tôn trọng con mình và mình sẽ đồng hành cùng con. Trời ơi, thiệt luôn, ba cái áo rồi đó. Con ơi, Hi ơi,
ba cái áo rồi đó. Nó quăng cái chổi đâu rồi nhỉ? Quăng cái chổi đâu rồi? Xong rồi. Cái này là để lại 4 phân. Không quét nổi nữa, kệ làm phân đi. Siêu nhân đã ngã rồi. Hey, con này cứ có mùi mới mua ấy nhở? Mùi mới mua á? Thì đúng là mới mua có gì. Nhưng con này ai mua đấy? Ai mua đấy ạ à, chứ. Nghe con này có được lấy mua đâu. Được, cô tặng con này. Thế con muốn này không? Nhấn nhảy bài này không? Yêu lắm không? Con đâu cái hình này có được lấy mua đâu. Mà bố biết có nhà không? Bố đang thử thách ở bờ đê một mình. Dập gì rồi? Dập mông hay dập chân? Mà phải xem chứ đã, không có không nhớ đâu. Không nghe là nhạc hề rồi. Nhưng đây là cái nhạc thật rồi. Bây giờ thay phải Wednesday đi. Ừ, thay thì thay. Ui. Đây nữa này. Để. Con này có một cả ngay thắt lưng ấy chứ. Cả thắt lưng á? Nhưng mà người ta nhảy. Người ta cả như nào? Chuẩn luôn. Mẹ, nhưng mà cái thắt lưng còn giống cài đồng hồ không? Cài đồng hồ á? Ừ đúng rồi, giống hệt. Đúng không? Mẹ đã tưởng cái đồng hồ treo tường, mẹ đang nghĩ mãi không ra. Rồi. Mẹ đeo đây vào chặt vào luôn. Papi da. Cưỡi này không? Mẹ đứng nhỉ. Đây, nào. Nhưng nó không giữ được. Nhưng mà nó không giữ được ở trên vai đâu, mà nó chỉ giữ được ở trên đầu thôi. Đầu cũng rồi ý. Đầu cũng rồi. Thế này không cử động được à? Nhung nhét tí cho là đổi rồi mà. Được không? Được quá. Em ơi, chụp thế mà sao mẹ vẫn dám sờ? Mẹ nhắm mà mẹ vẫn. Con nhảy theo mẹ nha. Đúng ngược mặt không? Mình biết là trước đây bạn ấy rất thích là múa hát, nhưng mà mình chưa bao giờ thấy bạn ấy hứng thú trước máy quay. Nhưng mà hôm nay thì mình lại cảm giác như là bạn ấy khá là thích thú với cái chuyện là có máy quay trước mặt. Nghĩa là lúc mà quay mà có khoảng 4-5 máy quay, 4-5 camera chĩa vào, có vẻ là bạn ấy rất là nhìn, nhưng mà bạn ấy không tỏ cái vẻ như là không thích như trước đây mình từng nghĩ. Nên là hôm nay mình thấy cũng khá là ngạc nhiên. Trông mẹ kinh quá, trông mẹ như zombie ấy.
nêu cái này lại nhá. Nhảy lại không? Phi vali vào không? Mẹ ăn quay nhá. Xong con Phi vào nhá. Đứng ngồi lên chưa? 2, 3. Rồi con Phi qua nhá. Vào. Rồi dừng lại. Mạnh lên, đi chơi mạnh mạnh. Hôm nay mới chỉ là cái hành trình tập 2 thôi, nhưng mà có vẻ như là có một cái tín hiệu nó cũng là tốt tốt một chút. Mình đang mong chờ đến những cái ngày sau để xem là cái phản ứng của bạn ý khi mà mình quay những cái ngày dài như thế thì bạn ý sẽ phản ứng như thế nào. Cố gắng lên, cố gắng lên. Sắp được rồi. Từ từ bình tĩnh thôi. Đúng rồi. Yeah, Hoàng Hồ. Hoàng Hồ Alex. Hoàng Hồ Alex. Mom, but he got it faster. We got to mess with the gears. Fast. I think it's in a heavy gear. I would just run after him just a few. Yeah, yeah. Just a few steps and then he can run himself. But I can tell by how hard. Oh! I'm trying. Có thả xe luôn vậy? You're good, you're good. Có phải giữ xe lại chứ? Do you know how to brake? I know how to brake. Bảo vệ chiếc xe thân yêu của mình chứ, thả vậy rồi hư xe so mình then hư. Vừa hư xe mà vừa hư cái này của chú nè. And then you stop slow and you put your feet down. You like, you take it off here and you put it on the ground. You want to try it again? I can't even reach it. You can't reach the grounds? Yeah, just a little bit. Dude, you just slide off your seat a little bit. So when you want to stop, you just keep your feet on there. Dạ, con and tự, then you just switch to the ground. So try to just switch nha. To the ground real fast. So brake, use the brake, stop, and then put your feet on the ground. Just one foot. Yeah, like that. Yeah, because it's a little heavy. And then you got to swing your leg over. So you put one foot on the ground, and then one leg you can swing over. Well, this one is harder than the first one, right, Alex? Yeah. Khó mới làm chứ. Try it again. So you put one foot on the ground and then you start. You can do it. I can do this. You good? I think so. You need like, you need some guards. You good? All right, I'm letting go. Hey, oh. Why you let me go in that spot? Let's go again. Alex Let's go can again. Go alone, right? Leave me alone. You want to go by yourself? Yep. All right. Yay! He's got it. Right. Now this is like the challenge that we put a little bit higher. To do what? The seat. It's a bit higher. Yeah. That's better. That's better. Giỏi. Đó, cách mình dừng lại là vậy đó. Con vẫn dừng được, con bước chân xuống được mà con vẫn giữ được chiếc xe. Ha. Yeah. Wait. Just on the same length. Trò gì đây? Chạy, chạy, chạy lên. Chạy ra lên. You gotta get it, dude. So now it's zero in my shop. I can't do very strong, okay? Not too strong. Khi Trang phát hiện ra là Alex có cái niềm đam mê bóng đá này, tuy theo Thảo Trang thôi, bạn đá không hay lắm, không giỏi lắm, nhưng bạn có một cái niềm đam mê. Trang đã cố gắng đưa bạn đến gần hơn với niềm đam mê của mình, là đưa bạn đi đến những cái câu lạc bộ và chơi cùng với những cái bạn cùng trang lứa với mình. Thì như hôm nay, mọi người cũng nhìn thấy là Alex cũng chơi đùa cùng với chú Kevin, nhưng mà thỉnh thoảng cũng vẫn cố gắng là đá bên về phía mẹ. Coi như là Alex cũng mong muốn là mẹ cũng tham gia những cái cuộc vui của mình và không muốn mẹ phải đứng ra ngoài, kể cả những cái trò chơi của con trai. Alright, 0-0. That's round 1. We do 5 rounds. A little further back.
cố lên, Alex cố lên, cố lên, Alex cố lên, Alex cố lên. Mà sao bắt bằng tay đó, bắt chân luôn hả? Bắt chân luôn à? We need your goalie gloves, dude. We didn't bring them. Yeah, I need them. Dude. Chơi vui không em? Dạ vui lắm mẹ. Vui lắm hả? Vui nhiều không? So dude, it was very nice coming out and spending the day with you. And then I'll see you in 2 days. Alex ơi, Alex. Gavin á, là nhà của chú á, ở dưới cái cầu này nè. Bây giờ Gavin về cái chỗ đó ngủ đó. Ngay chỗ hầm cầu á, ngay chỗ cái chân cầu dưới một, xin lỗi không báo hầm cầu. Chú Gavin ngủ cái chỗ kia kìa. Is that where I'm going? Are you messing with him? Do you see that tent over there? That's where I'm sleeping tonight, dude. I'm camping out here, dude. Do you want to spend the night here with me? Yep. I'm scared when you are being lonely. I would be lonely, dude. I'd be so scared if I was staying here by myself. So I'm gonna be here with you. I know you are, dude. I know you are. My little man, dude. My little man. Nhiều tình yêu quá vậy. Nhiều tình yêu vậy. Tạm biệt. Tạm biệt. Follow, cool. All right. See you, dude. All right. See you, dude. Have fun, man. Take care of mom, all right? All right, bye, guys. See you, mom. Bye. Later. See ya. Bye, guys. Làm mẹ thật bí diệu. Một series talk show đồng hành cùng mẹ siêu nhân. 20:30 thứ năm hàng tuần trên YouTube Giao Quanh Show. Từ ngày 21 tháng 3, 2024. Gọi bố hay là dán bánh chưng với mẹ nào? Chưa. Này, ra đây cho thử bóc bánh chưng xem có biết bóc không? Đây. Không, để đố vẫn bóc luôn. Hơi bị khó đấy. Nhưng mà có chắc là ngon không? Chiên lên là nó sẽ ngon hết. Còn bánh chưng nào là không ngon không? Bánh chưng nào cũng ngon. Mẹ thích ăn bánh chưng lắm. Bánh nào cũng thấy ngon. Cái gì đấy, ăn được không? Gạo đấy, cái bánh đấy. Ăn nhá. Con chiên không? Mang ghế ra đây. Có dám gắp vào không? Nhưng mà nó có bán không? Bán, chắc chắn. Dám. Bán không? Bán là chắc. Thôi nhưng sao mình bảo con? Muốn thử không? Móc tay á? Tay thì lại bắn đấy. Con cầm đũa đi. Đũa thì mọi khi con cầm đi, tại cái này nó nặng quá. Đây. Ok. Ui giời, nào hai. Đây. Như con sợ sao, con thả cứ... con thả nhẹ thôi, con đừng vứt mạnh đó, không bị sợ đâu, bình thường mà. Đây lắc lắc cái này đi này, đấy nó đỡ sát chảo. Ok, nhưng mẹ chồng em làm hơi ghê đấy nhỉ, được không? Chết rồi, bánh chưng của mẹ bây giờ thì thành như này thôi thì làm thế nào, thịt nó bị dính rồi. Rồi ai bảo? Ai bảo? Mẹ, cắt từ một miếng rồi nè. Mình nghĩ là bạn nào cũng sẽ thích được tò mò phụ ba mẹ nấu ăn. Quan trọng là bình thường ba mẹ có cho làm hay không thôi. Công nước của em đâu? Công nước em trong phòng ấy, chạy vào lấy đi. Chạy vào lấy hộ mẹ đi, như này mẹ cắt nước này đi, giúp mẹ cái. Mỏi chân quá. Rồi. Nhưng mà con mỏi chân quá rồi. Nhưng mà từ sáng rồi mẹ giúp em hơi bị nhiều rồi đấy, em giúp mẹ một lần thôi. Không, em giúp mẹ nhiều ấy. Giúp gì?
đồ ăn, lau bàn cho mẹ, dọn nhà cho mẹ. Dọn nhà? Ừ thì dọn thôi. Bây giờ lấy hộp cốc nước thôi, mà nước là em uống mà. Nhưng cốc thì là mẹ mua mà. Thế bây giờ như nào? Bây giờ hay là Win nhá. Không, mẹ là người mua thì mẹ phải lấy. Ơ thế á? Nào, ra đây. Lấy nước cho con ra. Ôi, con lấy đi, mẹ rửa cái này đã. Ngồi đừng đừng để lạnh. Lấy nước cho con đi. Bây giờ nha, mẹ thỏa thuận nhá. Lúc nãy là mẹ đã lấy nước cho con, mang từ ngoài này vào trong phòng. Bây giờ lượt con, mang từ trong kia ra ngoài. Ok không? Không. Giúp mẹ một lần đi. Không thì không chịu quay rồi. Chịu quay gì? Không lấy nước thì không chịu quay á? Nhưng mà từ sáng là có quay gì đâu. Mình chỉ nhảy ra là mình đã quay đâu. Đây là các chú nghịch ngợm chứ. Hay là mẹ con mình cùng vào lấy. À, mẹ cõng con vào lấy. Được không? Không. Tại sao? Chứ từ sáng giờ con nhờ mẹ nhiều rồi. Đúng không? Không. Cốc nè. Mình luôn luôn là tâm niệm ở trong đầu là hãy cố gắng thật là mềm mỏng, đừng để cho cái sự khó chịu của các bạn ấy làm cho mình cũng lên cơn tức giận và mất bình tĩnh. Nhưng mà tất nhiên là không phải lúc nào mình cũng làm được như vậy. Thế nên là ví dụ như là nếu lúc nào mà có chồng của mình ở nhà thì khi mà mình cảm thấy là mình mất bình tĩnh, mình không thể bình tĩnh được thì mình sẽ thường sẽ bảo anh ra giải quyết cho em, để mình đi ra chỗ khác, mình quên nguôi cái cơn này đi. 48 giờ mà không có chồng thì đấy, mình sẽ phải cố gắng cân bằng nhiều hơn những cái cảm xúc đấy, những cái lúc mà con mình chẳng may mà nó không được vui vẻ chẳng hạn, mình có thể cố mà vui. Mẹ lấy hộp con. Không khoát mẹ. Mẹ lấy hộp con. Kéo cái ra đấy đi. Không. Tại sao lại phải là mẹ lấy hộ cho khi con ngồi ngay đây, con lấy được mà. Không. Dù gì đi nữa thì bọn mình vẫn có những cái sự chiều chuộng hai bé nhất định. Ví dụ như là ở trường, bé sẽ không bao giờ đòi hỏi cô sẽ phải làm cho bé bất kỳ việc gì, và bé sẽ luôn luôn tự làm. Nhưng khi ở nhà thì sẽ có những cái việc nhất định mà bé rất hay nhờ mẹ. Ví dụ như cái chuyện lấy nước. Vô lý lắm. Mẹ không giúp kiểu đấy. Tự nhiên bắt mẹ phải làm. Không làm thế đâu. Hỏng của chú á. Đau người con. Hỏng chú phải đền á. Này em thế, này em thấy là hỗn đấy nhá. Ai mà mẹ không lấy nước cho con? Không liên quan. Nào, đau người mình như giờ. Không tự làm. Mẹ gửi cho con. Nhưng bây giờ con ý con là như nào? Bây con muốn gì? Mẹ lấy nước cho con cơ. Nào đi nhanh lên, ra đây mẹ cõng. Không. Cõng cơ mà. Thơm mẹ đã. Tôi bảo mẹ không chịu cơ. Không, không thơm. Thế sao không thơm? Thì thối một cái vậy. Cho thối một cái đi. Không. Bảo Uyên nhà mình ý, thì mình lại có cái cách xử lý khác nhau. Bởi vì tính cách hai đứa nó khác nhau lắm. Ví dụ như là với Bảo Uyên ý, thì mình biết là Bảo Uyên là một cái bé mà không thích mình quá nặng lời. Nghĩa là khi mà mình càng phản ứng dữ dội, mình càng quát tháo ấy, thì bạn ấy sẽ càng không làm, bạn ấy sẽ càng chống đối. Mình quát có mạnh lên mấy thì cũng không giải quyết được chuyện gì. Mà với Bảo Uyên thì đôi khi mình cứ thôi cố nhịn đi một tí rồi cho qua một lúc, thì sau đấy mình nói lại thì có thể bé sẽ ok. Đâu? Bà nặng quá bà ơi. Sao? Bà ăn. Ôi ơi, còn như này nữa. Eo ơi. Mắt người ta. Ôi gãy người. Ôi, cứu tôi với. Eo ơi. Eo ơi, thôi. Cái con này. Ôi. Bình tĩnh nha, con bình tĩnh nha Tuệ An. Tuệ An ơi, bây
giờ mình chỉ còn một đường đi qua mới, chỗ này mới được thôi Tuệ An à. Con phải cố gắng bước qua nhá. Con bước theo mẹ nè. Xin chào quý vị khán giả và các bậc phụ huynh đang cùng theo dõi chương trình Làm Mẹ Thật Vi Diệu. Làm Mẹ Thật Vi Diệu, một series talk show đồng hành cùng mẹ siêu nhân, nơi những khách mời là chuyên gia tâm lý, giáo dục trẻ nhỏ và các nghệ sĩ, người nổi tiếng cũng đang làm mẹ, có cơ hội cùng ngồi bên nhau, thoải mái trò chuyện. Chắc là nói một cách khiêm tốn là cũng 99% là hiểu con mình, nhưng 1% là giờ nó đang lớn, đang tới cái lúc mà chị cũng muốn thể hiện bản thân á. Em giữ con một mình á là một ngày em đăng 40 cái story, 50 cái status. Em luôn luôn trêu chồng em là nhờ có hai con mà tự nhiên em trở nên kiên nhẫn hẳn chị ạ. Chuẩn. Tự nhiên em lại trở thành một người trưởng thành và chín chắn hẳn. Cùng reaction và sẻ chia với muôn vàn xúc cảm, cùng gợi ý thêm những cách nuôi dạy con hiệu quả, thiết thực để các gia đình có thể chọn lựa phù hợp, cũng như để hành trình làm mẹ siêu nhân trở nên nhẹ nhàng và vi diệu hơn. Cùng đón xem mini talk show Làm Mẹ Thật Vi Diệu vào lúc 20 giờ thứ năm hàng tuần trên YouTube Gia Quanh Entertainment từ ngày 21 tháng 3, 2024 cả nhà nhé. VIP Supercard hoàn 15% mua sắm du lịch ẩm thực. Mẹ siêu nhân, khi con ra đời, mẹ được sinh ra. Thứ bảy hàng tuần, 20 giờ trên kênh VTV3, 20 giờ 30 trên YouTube Gia Quanh Show từ ngày 16 tháng 3, 2024. Mẹ nhìn là mẹ biết rất là khó với con, mà mẹ biết là sẽ rất là khó khăn với cả ba mẹ con mình luôn. Chị hai chị không sợ, mẹ không có lo. Nhưng mà bản thân mẹ nhìn mẹ cũng rất là sợ luôn á. Bình thường chúng mình đâu có bao giờ chọn những cái địa hình như vậy để chúng mình đi đâu, đúng không? Thế nhưng mà mẹ muốn con trải nghiệm. Mẹ muốn con là trong mọi sự con phải bình tĩnh hơn, bình tĩnh tìm ra giải pháp hơn. Và đừng đóng khung suy nghĩ của mình là mình làm không được. Bởi vì khi trong cái suy nghĩ của con là mình làm không được thì có nghĩa là mình sẽ không làm luôn và mình sẽ cảm thấy là nó khó quá. Nhưng mà nếu Tuệ An nghĩ rằng chị hai của mình đi được rồi đó, mẹ mình cũng đi được rồi, vậy thì chắc chắn là mình cũng sẽ nên thử để mình vượt qua. Con sợ bị té. Vậy thì mẹ cho con biết là không té được. Bởi vì các chú đã làm lưới bảo hiểm cho mình hết rồi thì mình sẽ không té được. Tuệ An đồng ý không? Đồng ý với mẹ không? Rồi, dê bắt tay con nhá. Cố gắng lên nhé con. Hôm nay cũng thế là cũng đã giỏi rồi, ok. Ngày hôm nay cũng sẽ ngộ ra được rằng một điều là mình sẽ phải mình thử nghiệm cùng với con những cái mới, mỗi thứ một chút, để dần dần con sẽ bước qua được cái nỗi sợ hình thành trong lòng con hơi bị sâu và nghĩ thế. Làm Mẹ Thật Vi Diệu, một series talk show đồng hành cùng mẹ siêu nhân, 20:30 thứ năm hàng tuần trên YouTube Gia Quanh Show từ ngày 21 tháng 3, 2024. Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai phát sóng vào tháng 6, 2024, thứ bảy hàng tuần, 20 giờ trên kênh VTV3, 20:30 trên YouTube Gia Quanh Show. Bây giờ Tuệ An thử nhá. Đi chú đỡ con rồi đó. Mà mẹ chờ ở bên đây này, qua đây. Cố lên con gái. Cố lên. Rồi. Không hề không sợ, ở dưới là lưới, không hề có gì đáng sợ cả. Con cứ bước đi. Con giữ dây và đi vào chính xác. Giỏi lắm, tiếp tục. Mình bước qua cảm giác đó là mình sẽ hết sợ. Rồi, mình lại qua cái dây bên đây nào, mình nắm tay qua đây. Rồi, tiếp tục. Con giữ chắc chân, con nắm. Yeah, sắp được đến nơi rồi, con nơi rồi. Qua đây, mẹ đón con ở đây. Tiếp tục nè, đúng rồi, giỏi quá. Một tí nữa thôi. Con bước chân qua, đúng rồi. Ôi, Tuệ An giỏi quá con ơi. Này, muốn mua gì em nhìn nhá. Mẹ đeo kính đã. Mẹ đeo kính mẹ mới nhìn thấy được. Đi nào, em tự chạy đi. Tự tìm đồ em thích mua đi. Con chỉ thích uống kẹo mút thôi. Hả? Con chỉ thích uống kẹo mút thôi. Thì con đi tìm đi. Để rửa cho xe này không? Không. Xe nó buồn cửa lắm. Không thích cái kiểu xe này đâu. Đây.
Con chui vào à? Mẹ bé con lên. Nào, 1, 2. Nhưng anh em phải ngồi xuống đấy. Thôi. Thì cũng được, nhưng đi xuống chọn được không? Giờ đi xuống lấy nhá, được không? Nào, mẹ cho xuống. Nhưng mà con muốn chọn màu cơ. Được đấy, thế con đi xuống. Còn hai màu, màu vàng và màu xanh. Đi. Dạ, để em bóc hộ cho. Ừ, ở đấy. Con thích màu gì? Con thích màu gì? Cô bóc nhá. Ok. Bởi vì hôm nay là mình không đi siêu thị ở gần nhà. Bình thường thì đi siêu thị ở ngay dưới nhà thì bé cũng rất là quen thuộc rồi, và cũng khá là an toàn rồi, nên là bé cũng không bao giờ lo sợ gì cả. Nên là hôm nay mình chợt nảy ra ý định là nhờ một bạn ở trong ekip đóng giả là người lạ để thử phản ứng của bé xem thế nào. Con muốn nhiều kẹo không? Con muốn nhiều kẹo cô cho con hết nha. Về cho anh luôn nha. Đây cô mở. Đi lại đây, đi đi theo cô dắt con đi mở kẹo nhé. Ok. Giỏi quá. Hôm nay đây nè. Wow. Quá trời luôn. Đi nào, đi nào. Đi. Dắt ra, xong rồi dắt ra mình thanh toán nhá, rồi mình có kẹo ăn nhá. Hết cái chỗ này luôn. Nha. Ok, đi đi. Đi, đi nào, đi ra đây. Nhá. Đi ra để mình thanh toán một xíu. Đi. Đi đó. Bây giờ con về nhà cô chơi không? Dạ, nhà cô còn có nhiều kẹo lắm. Không chịu hả? Bây giờ con muốn lấy kẹo ở đây ha. Bây giờ cô sẽ cho con kẹo, xong rồi con đem về con chia cho anh. Nhưng mà ở nhà cô còn nhiều kẹo hơn luôn. Có kẹo mút, con thích kẹo mút không? Kẹo mút đi. Đây nè. Đây. Nhà cô còn nhiều hơn luôn. Bây giờ hả, nhà cô cũng gần đây nè. Con đi, cô dẫn con về lấy kẹo, xong rồi lát nữa mình quay lại đây. Ô vậy sao, tại sao con khóc vậy? Sao vậy? Ôi đây đây đây, cô cho con kẹo mà. Đây nè, đây nè, kẹo quá trời luôn. Cô nào bắt con. Cô nào. Không sao đâu. Mẹ đây rồi. Lúc em đang đi cùng mẹ, xong em chạy đi đâu đấy? Ôi đâu ơi, con dắt ra mẹ tìm cô đấy nhá. Xem cô đi đâu rồi. Có sợ không? Có sợ không? Em có sợ không? Em có sợ không? Trời ơi. À đây này, mẹ mua rồi đây này. Mẹ mua gà cho con ăn nhé, cho mẹ đồng gà cho con nhé. Mua cái kẹo này của con, con này cầm. Ôi, cái kẹo này đâu rồi? Con này cũng cầm luôn rồi. Đi ra lấy lại đi. Đi ra mẹ. Gà này. Đi. Đâu, kẹo chỗ đấy đâu, mua lại cái đấy nhá. Sợ quá à? Có sợ không? Kẹo đây này, đây. Đến lúc mà đi ra đến tận cửa rồi thì chắc là lúc đấy mình nghĩ là ôi chết rồi, giờ lại bỏ đi về nhà cô thì mới nghĩ ra. Thế là mới nghĩ ra xong mới khóc òa lên. Đây mẹ mà kể bảo cái chuyện lúc nãy đây này. Mẹ hỏi là cái chuyện lúc nãy đây này. Cái chuyện lúc nãy mà có một cô ấy dắt con đi mất ấy, nhớ không? Có sợ không? Còn sợ không? Còn sợ không? Thế nhiều lần sau là đi siêu thị phải nhớ như nào nhỉ? Thì mình không đi theo người lạ nhá. Ví dụ như mà có một cô mà tự nhiên nào đi ra kia, đi ra kia ngồi, giả vờ đang ngồi đi siêu thị đi, ra siêu thị ở chỗ gấu bông ấy nào. Ồ, chào cháu sao xinh thế. Chào bác à. Con tên là Lâm. Chào cháu có thích con gấu bông này không? Không, cháu không thích màu hồng đâu. Nè, bác cho con gấu bông này rồi đi chơi với bác nha. Không đâu, không đâu. Đi đi, bác là bảo vệ ở đây, uy tín lắm. Bác bị điên con đấy. Chết rồi con này. Con này lại dám bảo bác điên, con ấy hư quá. Xin chào.
ra kia ngồi đi, ra kia ngồi để mẹ ăn tiếp, để mẹ ra tiếp thế nên mẹ đóng giả đi, ra kia ngồi đi để mẹ đóng giả người khác. Đi mẹ, nhưng mà mẹ phải cái gì? Không mà mẹ phải thay áo lại cơ. Đây mẹ phải mặc áo lại của con cơ. Chật đấy, có mà dọa à? Con đi ra kia ngồi đi, xin để mẹ bảo. Nhưng mà con thích mẹ mặc cái kiểu này, mà mặc cái này thì không hợp chuyện. Ngồi đi ra kia đi, ra đấy ngồi đi. Mi đấy phải không? Con là ca sĩ bạn của mẹ cháu đây. Đi chơi với cô không? Nhưng lên cô dẫn ra chỗ mẹ đang đi hát hay lắm. Không đi theo người lạ. Trinh Tòa, em Trinh, em Trinh cứu tôi. Mẹ đừng, mẹ đừng có diễn. Có diễn à? Có diễn đâu đây mà. Đây là đang đóng phim. Bình thường thì mình cũng hay dặn là con đi ra đâu có chuyện gì là con phải khóc thật to, xong con tìm chú bảo vệ nào đấy, con nói đọc số điện thoại của mẹ chú bảo vệ để gọi chẳng hạn. Thì hôm nay mình nghĩ là thôi bé cũng như vậy là cũng đã khen rồi. Nghĩ lại thì đúng là trước đây thì Ly cũng chưa bao giờ trải nghiệm một ngày từ sáng đến tối cùng với các con gái. Bởi vì thường là bao giờ cũng có anh Bảo Nguyên nữa. Hôm nay cũng là một cái trải nghiệm rất là thú vị. Hai mẹ con ở cả ngày cùng với nhau. Và mình nghĩ là Bảo Uyên cũng rất là thích. Thế ra Bảo Uyên cũng là một người khá là quấn mẹ. Bố gọi kìa. Alo. Hello. Con đang làm gì đấy? Con vẽ. Con vẽ ai? Vẽ bố à? Hào. Ơ, sao nay trưa nay mẹ cho bạn con làm gì? Không nhớ. Ui giời, vừa ăn đủ trưa xong đã không nhớ rồi. Sao mà vẽ gì mà lại có cái màu ấy đây? Thế. Sao phải dọn nha? Thế. Đấy nha, mình đi siêu thị xong rồi có một cô giả vờ làm nhân viên của siêu thị xong đi ra lừa Mi nhỉ. Đấy, yeah. nhưng mà Mi siêu lắm, Mi không bị lừa đâu nhỉ. Định rủ cho Mi ăn kẹo xong để rủ Mi đi đâu? Đi về nhà rồi. Rồi, thế xong rồi lúc ấy con làm như nào? Công chị chạy vào bên trong. Đấy, thấy chưa? Mi hơi bị siêu đấy nè. Đấy, cọ đấy. Nhà với mẹ ngoan nhá, bố đang đi công tác ở khách sạn. Không đâu, bố về cùng con cơ. Mang về. Ơ nhưng sao bố không ở đây luôn? Tối nay bố phải đi công tác rồi. Khiếp, bố mấy giờ dậy mà bây giờ đã ngáp rồi đấy. Ok, thế thì ở nhà ngoan với mẹ nhá, xong rồi có gì mang bố về nhá. Gì đấy? Úi dồi. À con chó đi chứ. Bò. Bò thật á? Úi dồi, bò đi qua cổng trường mẫu giáo kìa. Mẹ tưởng con chó béc dê. Bò. Mẹ không đeo kính. Để mẹ nhìn nó đen đen như con chó ấy. Bò thật á? Bò. Bò nó đi ăn cỏ đấy, tí nó về. Không ăn cỏ đâu, bò đi dạo ngang qua trường mẫu giáo Rạch Chiếc. Chơi với các em bé. Nghe đi lang thang kìa. Bảo Nguyên giờ đang không biết như nào đấy. Sáng nay dậy quạo nói mẹ đủ các thể loại trên đời, xong rồi đến lúc dậy thấy mày quay ấy kiểu con không về cái nhà này nữa, chiều nay con sẽ không về cái nhà này nữa. Tức là quạo xong rồi nhận ra là nhà đang có nhiều cao ạ. Ừ, lúc đầu bảo đeo cái đây không đeo, thì lúc đi xuống không đeo nữa thì cứ đi ra nhắc cái chú camera này để không cho con đeo. Đeo vào. Lúc này xuống sân đeo mic ý. Lúc đầu là em đeo cái mic rời vào cho nó thì nó không chịu. Xong đến lúc đi xuống kiểu thấy các chú cứ đi theo, xong cứ đi ra kiểu ghé ghé vào chú camera, đeo cho con đeo đi. Bye bye bố đi. Đi gì cơ? Ok, đi. Vừa ngủ dậy lại ngủ kìa.
4 giờ chiều vẫn ngủ. Chả hiểu kiểu gì. Rồi tắt rồi. Thật ra khi mà ở nhà với một một bạn thôi, Bảo Nguyên hoặc là Bảo Uyên, thì đỡ mệt hơn hẳn. Bởi vì Bảo Nguyên khi mà không có em ấy thì tính cách của nó cũng dễ chịu hơn ấy. Nhưng khi có em thì thôi, hai bạn đầu những sự cãi nhau bắt đầu bùng nổ. Xong bắt đầu mẹ ơi liên tục là mách. Thì hai bạn ấy là thật sự khi mà có hai bạn ở nhà là rất là nhức đầu. Nếu mà để hai bạn ấy mà ở nhà với nhau cả ngày ấy, thì mình sẽ phải là người hoạt động hết công suất thì mới có thể chịu được. Hôm nay cho mẹ hỏi cái cảm giác của Tuệ Lâm khi mà đi cái ở Single Play, Tuệ Lâm cảm thấy sao? Con thấy nó hợp với con hơn là chỗ kia quốc gia mấy cái chỗ kia. Tại vì nó nói chung mấy cái trò chơi vận động nó không phải là cầu thủ hay xích đu hay là mấy cái trò quen thuộc như bà An bà hay chơi. Tức là có thử thách hơn đúng không? Nó có cái challenge hơn để mà mình thử sức bản thân mình đúng không? Chào cả nhà. Ôi, hết hồn. Chúc cả nhà một buổi tối ngon miệng. Hôm nay cả nhà đi chơi vui không? Dạ vui. Dạ vui. Vui dữ chưa? Vui muốn khóc luôn đúng không? Gấu siêu nhân nhận được mật báo là hôm nay có ai khóc nhè đúng không nè? Ôi, ai? Tự khai cho nào. Not me. Thế ai nhờ ai khóc tự nhận đi nhờ? Vì sao mà tụi An khóc? Sợ. Vậy hôm sau chơi lại thì tụi An có còn sợ nữa không? Dạ có. Ngày hôm nay các mẹ con đã hoàn thành một nửa chặng đường thôi, nhưng như vậy cũng rất tốt rồi. Tuy nhiên một tình huống bất khả kháng đã xảy ra nên mẹ Phạm Quỳnh Anh đã phải nhờ sự giúp đỡ của bà ngoại. Luật chơi không thể thay đổi nên gấu siêu nhân có một hình phạt dành cho các mẹ con đây. Tất cả hãy cùng nhảy bài hát Tuổi Xì Tim vô cùng nổi tiếng của mẹ Phạm Quỳnh Anh và quay lại clip nào. Wow. Nếu thử thách không hoàn thành thì ở những ngày tiếp theo sẽ có những hình phạt oái oăm hơn nữa. Trời ơi, nếu như bây giờ không thực hiện rồi thì ngày mai đắp bộ hình phạt nữa mà không biết là thử thách cái gì nữa. Tính của mình là người cầu toàn, không muốn nợ. Không, kể cả hình phạt mình cũng không muốn nợ. Đứng đây, đứng đây. Hi, bye bạn. Em xinh tươi hồn nhiên. Chân vòng lên đúng không? Tôi phải vòng xuống. À, vòng xuống chưa? Vòng xuống đây chưa? Chân này vẫn trụ giữa này. 2, 3, bên trái. Xong rồi qua xuống này. Xong rồi lại lên. Bên phải nào. 2, 3. Bên phải. Em xinh tươi hồn nhiên đi trong điệu vụ. Lắp mông nào. Bên trái. Cùng đi theo em cười lên nào. Tay chân tay dìu nhau con tim. Chớp chớp mắt nào. Nụ hôn ngây ngô đầu tiên phần địa chỉ nhá. Tại chớp chớp chớp. Và điểm số của ba mẹ con đạt được để hoàn thành thử thách 8/10 là 7 điểm. 2, 3. Cảm ơn con. Cảm ơn con. Mẹ bảo này, thì sau khi mình làm xong mình thấy có gì đâu. Đúng không? Sao vậy? Cho em ngồi. Trời ơi, thương em không? Cho em dựa vô cái ghế luôn. Rồi. Hoang hô. Quá vậy. Để mẹ những cái bánh tráng này ướt cho con ha. Coi từng tay dơ nha. Trong show là em gấu là biến thành màu khác luôn á. Nhâm nhâm nhâm. Muốn cho con cái cá hồi này á mẹ, cá với hồi. Lại cái này thôi.
Cá hồi thì con tự ăn đi chứ đâu có cuốn bánh tráng được. Cuốn bánh tráng thử đi mẹ. Món này là món Việt Nam, còn món này của Nhật. Ăn Việt Nam chủ Nhật đi. Chọn Nhật. Ok mẹ. Thử hả? Dạ. Thử nghiệm món mới không? Dạ. Không thì tụi mình được world record đã vui lắm luôn mẹ, đúng không mẹ? Đúng không? Tạo ra món mới. It's the banh tráng cuốn. Banh tráng cuốn cá hồi. Cuốn cá hồi. Chậm, chậm cà chí. Chậm. Chậm mậm tốn. Chậm mậm tốn. Chệt luôn. Chệt luôn, chệt luôn. Yeah. Rồi thử chậm. Chậm. Ra. Đừng làm. Cái cảm gì là sao lại? Tôi hóc. Ngon kiểu. Trời ơi. Ngon không? Dạ ngon lắm nè. Ngon hả? Thì sắp tới ăn món này nha. Vậy là thành một món mới của thế giới luôn nhá. Chưa đâu có đâu á. Mẹ dừng lại giùm con được không mẹ? Ok, dừng lại. Cảm ơn mẹ nha. Làm sao vậy? Quan điểm của Thảo Trang về dạy con là không dạy gì cả. Trang nghĩ mình chỉ là một người đồng hành. Tốt nhất là mình là một người bạn của con, là một người đi trước. Mình có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống thì mình sẽ truyền lại những cái kinh nghiệm sống của mình để dẫn dắt bé có những cái quyết định sáng suốt hơn. Nhưng mà mình cũng nên để cho con của mình có những cái trải nghiệm riêng cho cuộc sống riêng của mình. Trang hy vọng là mình sẽ luôn là một người bạn đồng hành cùng con. Mình không nghĩ là đối với các anh camera này, rồi kể cả bạn gấu siêu nhân này, rồi các bạn búp bê này, Hi thì cũng đã chăm sóc, tôi chăm sóc các bạn. Thì mình cảm thấy là con mình thật sự rất là biết cách để quan tâm người khác. Nằm đây. Mẹ cũng muốn nằm nữa. Anh trai vượt ngàn chông gai phát sóng vào tháng 6 2024 thứ bảy hàng tuần 20 giờ trên kênh VTV3, 20 giờ 30 trên YouTube Giao Quanh Show. Hi đang chỉ cái gì đấy? Mắt đâu? Bichi. Em à, làm gì đấy? Giọng nghe vang vậy ạ. Làm gì mà như đi biển vậy anh? Anh đi nghỉ dưỡng mà, đi mấy nơi sang trọng lắm. Dạ, ủa sao anh về đây được? Em mới hay, một phép màu đấy. Nặng. Lâu không gặp mẹ con vui quá. Lâu ghê đó. Trời ơi, phải mấy tiếng rồi đấy. Mệt không? Anh cho em sẽ vỗ về anh, chị em dọn đẩy cá nhé. Anh em đồ anh đi đâu có xe để đi chợ đâu. Chuẩn bị sinh mục. Mày nó không hiểu gì. Không chưa hiểu à? Để chuẩn bị cho con đi. Sao không hiểu mà sao vỗ tay vậy? Chết hay nó hiểu à? Con hiểu gì không ấy? Mâm hiểu không? Hi hiểu ra đúng không? Hiểu không? Tại vì tủ lạnh thì cũng hết rau và mình cũng không có xe để đi chợ. Mấy cái này biết đúng không? Biết cải thìa mà đúng không? Cải thìa là cải muỗng đúng không? Ức gà, con này là con cá bò. Cá bò nhỏ thôi. Cá bò nhỏ. Cảm ơn mẹ nhá.
À Hiền á. Em nấu cơm trưa nên là ngủ sớm. Ừ. Cái này là anh đi hay là em đi cùng anh đấy? Em đi tắt. À, hai mẹ con nhé. Good night. Hôm nay là kiểu gì em phải ngủ tới sáng. À nha. Bye. Bye, nặng quá à. Ok, yên tâm rồi nhá. Đi ngủ được nhá. Hôm nay mình nhận ra là tinh thần và năng lượng của chồng mình khá là tích cực để có thể khiến cho mình có những cái suy nghĩ như ngày hôm nay. Tâm trạng một xíu là tại vì mình cũng cảm thấy có lỗi vì mỗi lần mà chồng làm thì mình cảm thấy là chồng đang chơi, chồng không phụ mình gì đó. Chắc là do mình trẻ con, mình chỉ nghĩ là những cái mà mình làm cho người ta thôi. Mình chưa thực sự nhìn lại cái mà người ta làm cho mình. Thực ra là hai đứa sẽ hay nói cảm ơn cho nhau, nhưng mà những lúc mà mình mệt thì mình sẽ hay dỗi lại, ngược lại mình hay trách ấy. Vậy sau hôm nay mình cảm thấy là trong cuộc sống ở trong nhà hiện tại, khi mà có một người đồng hành cùng mình mọi mặt, về tinh thần, về công việc, về con cái, thì mình thấy rất là trân trọng. Cảm ơn chương trình đã giúp mình nhận ra điều này.